Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin trưa ngày 16 tháng 6 năm 2017 của kênh truyền hình VnTuk. Bản tin trưa nay gồm những nội dung đáng chú ý sau: chuẩn bị phương án bảo hộ người Việt tại Qatar, bắt giữ gần 4kg sừng tê giác nhập trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất, tôm nuôi chết hàng loạt dân điêu đứng, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tăng 12 bậc, nổ ở trường mẫu giáo Trung Quốc, ít nhất 7 người chết, công bố Somalia sát hại toàn bộ công tin, dự án Trung Quốc gây bức xúc ở Myanmar. Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để có phương án bảo hộ các công dân Việt Nam tại Qatar trong trường hợp cần thiết. Đây là thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 15 tháng 6. Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, tình hình người Việt ở Qatar vẫn ổn định và không có xáo trộn lớn. Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các công ty phái cử lao động, các ban liên lạc người lao động tại Qatar để thường xuyên cập nhật thông tin cho người lao động về tình hình tại Qatar, động viên công dân Việt Nam ổn định tinh thần, làm việc và sinh sống bình thường. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều ngày 15 tháng 6 thông tin, đêm ngày 13 tháng 6, đơn vị này và đội kiểm soát hải quan cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện tạm giữ hai người, nam 36 tuổi và nữ 32 tuổi, đều quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh trên chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam. Qua khám xét hành lý cá nhân, phát hiện hai người này đã vận chuyển trái phép 8 khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng gần 4kg. Qua kiểm định, đây là sừng của loài tê giác trắng châu Phi, rất quý hiếm, có giá trị ước tính theo giá thị trường tự do khoảng 8 tỷ đồng. Hơn một tuần đây, người dân ở các xã Kim Đông, Kim Hải và Kim Trung của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình rơi vào cảnh điêu đứng khi tôm nuôi chết bất thường. Theo thống kê, ba xã bãi ngang của huyện Kim Sơn gồm Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung có diện tích ao đầm nuôi tôm bị chết đã lên đến 685 trong tổng số 956 hecta với 1.053 hộ bị thiệt hại. Tôm chết chủ yếu là tôm thẻ, tôm sú, đa phần là gần đến kỳ thu hoạch. Có nhiều hộ vừa thả nuôi được 2 tháng. Các chuyên gia khuyến cáo để xử lý hiệu quả các ao nuôi tôm bị chết, các hộ nuôi tôm ở các huyện Kim Sơn nên thu hoạch các diện tích tôm có thương phẩm, còn các loại tôm nhỏ nên vớt đem chôn tiêu hủy. Chiều ngày 15 tháng 6, thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO, Trường Đại học Cornell và Viện Nghiên cứu Institute vừa công bố báo cáo Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2017. Theo báo cáo này, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2017 của Việt Nam được xếp hạng 47 trên 127, tăng 12 bậc so với vị trí xếp thứ 59 của năm 2016. Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm qua đã ghi nhận trong bảng xếp hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2017, xếp hạng 47 trên 127 quốc gia. Nền kinh tế của Việt Nam năm 2017 là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được từ trước cho đến nay. Nếu tính theo chuẩn GDP thì Việt Nam đạt kết quả cao hơn kỳ vọng. Theo báo Independent, vụ nổ xảy ra trước cửa trường mẫu giáo Chuxin ở thành phố Fengshan, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hình ảnh về các mảnh thi thể và nhiều người bị thương bắt đầu được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. AFP dẫn lời quan chức địa phương cho biết ít nhất 7 người chết và 59 người bị thương vì vụ nổ. Báo địa phương dẫn nguồn tin một nhân chứng cho biết vụ nổ xuất phát từ một bình khí ga nấu ăn, hiện chưa rõ vụ nổ do vô tình hay cố ý gây ra. Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Vụ tấn công khủng bố với xe bom và bắt giữ con tin tại thủ đô Mogadishu đã kết thúc vào sáng ngày 15 tháng 6. Thiệt hại nhân mạng quá nhiều. Theo người phát ngôn của chính phủ Somalia, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có một người mang quốc tịch Sari và 10 người bị thương. Hãng tin Reuters thì cho biết có 19 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Al-Shabaab, tổ chức Hồi giáo có liên quan đến mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đã nhanh chóng lên tiếng là thủ phạm thực hiện vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ An ninh Somalia, ông Mohamed Ahmed Arab cho biết, một nhóm tay súng cực đoan đã sát hại toàn bộ những người bị chúng khống chế sau khi chúng xông vào bắt giữ con tin và cố thủ trong nhà hàng Pizza Hut. Trung Quốc hiện đang đẩy nhanh thực hiện dự án đặc khu kinh tế Kiaopio tại bang Rakhine, Myanmar như một phần của chiến lược vành đai và con đường. Tập đoàn nhà nước Trung Quốc CITIC chịu trách nhiệm chính dự án Kiaopio tuyên bố sẽ tạo ra 100.000 việc làm cho người dân ở bang Rakhine, một trong số những khu vực nghèo nhất Myanmar. Tuy nhiên, theo Reuters, chính quyền Trung Quốc khẳng định đây là dự án đôi bên cùng có lợi.
Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương bức xúc vì buộc phải di dời, bị cấm đánh bắt và không hề có cơ hội việc làm. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 16 tháng 6 năm 2017 của kênh truyền hình VnTube. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.